Thành, Kiến Khang. Qua khỏi cổng thành, đi được vài mét, Sơn Ngọc dừng lại. Người đi tấp nập xung quanh mà nàng vẫn như chưa tỉnh táo hẳn, giống như một đóa hoa thiếu nước đang dần tươi tắn lại. Kể cả mệt mỏi, biến nhác cũng tràn về. Gió từ sông Tân Hoài thổi tới, hơi nước dần tản ra, đến khi Sơn Ngọc cảm nhận được thì chỉ còn một chút ấm áp. Dưới ánh mặt trời, Sơn Ngọc hơi nhíu mắt thì như có cảm giác ảo giác. Quang cảnh vẫn giống như cách đây một tháng, như mây khói qua một trận gió thổi tản mát khắp nơi không dấu vết. Cảnh vật vẫn còn đây, nhưng người không còn bên nàng nữa. Con người thâm trầm khó lường, tao nhã nhưng cũng đầy mưu kế, đưa tín vật cho nàng, bảo nàng trở về. Nhưng Sơn Ngọc có cảm giác dường như chính nàng mới mất lạc mất thứ gì đó ở chỗ dung chỉ. Đứng ngẩn ngơ không biết sao, Sơn Ngọc mới chậm rãi khôi phục tinh thần sau một hồi. Men theo ký ức trở về, bất chỉ bất giác nàng dừng trước cổng giáo viên. Nhìn biển hiệu treo cao, Sơn Ngọc không khỏi khẽ cười khổ. Bảng hiệu này là bút tích của Vương Ý Chi, nó chỉ còn đây nhưng người cũng không biết đang ở trên trời nào. Nỗi buồn mang mát xâm chiếm lòng ngực Sơn Ngọc. Nàng biết vì sao mình lại đến đây. Mệt mỏi muốn về nhà, nàng giống như chú chim nhỏ ẻ oải bay về tổ, nhưng trong vô thức không muốn về phủ công chúa, vòng đi vòng lại, cuối cùng lại về nơi đây. Có một lý do khiến Sở Ngọc không muốn trở về nhà. Nếu gặp Hoa Thác, nàng không biết phải trả lời như thế nào. Dung Trì đuổi theo cứu nàng. Vì sao nàng trở về, còn hắn thì chưa? Yên lặng chăm chú nhìn rất lâu, Sở Ngọc chậm rãi bước tới cổng lớn của sở viên. Cổng đóng chặt, thủ vệ canh cửa không biết đi đâu. Trong lòng nghi ngờ, nàng vỗ nhẹ lên cửa hai cái. Lát sau cửa mở hé, một người ló đầu ra, nhíu mày đánh giá nàng một chút rồi hỏi: "Xin hỏi công tử, có chuyện gì vậy?" Người ta thường đánh giá người khác qua trang phục bề ngoài. Y phục trên người Sở Ngọc hiện giờ sang trọng đẹp đẽ, nên người hầu nói chuyện cũng rất khách khí. Sở Ngọc ngẩn người nhớ ra, sau khi người hầu kẻ hạ ở sở viên bị Hạc Tuyết giết hết, nàng cũng chưa lần nào quay lại sở viên, nên người hầu mới không nhìn ra nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, Sở Ngọc không biết lấy gì chứng minh rằng mình là chủ nhân nơi đây. E rằng nói suông thì không đáng tin. Ngẫm nghĩ một lát, nàng cất tiếng: "Ta là bạn cũ của Du Tử Viễn Huynh, từ phương xa tới thăm, xin hỏi hắn có ở đây không?" "Trước hết là tìm Hoàn Viễn đã." Sở Ngọc cũng không dám đặt nhiều tin tưởng vào việc tìm Hoàn Viễn. Nàng đi vắng một tháng, Hoàn Viễn còn phải lo toan nhiều việc, sẽ không tiêu phí thời gian ở đây. Quả nhiên không ngoài dự liệu, người hầu lắc đầu: "Sự công tử không có ở đây, và ngày rồi ngày ấy không tới, mong công tử thông cảm về cho." Sở Ngọc khẽ gật đầu, quay người định rời đi. Tuy không muốn về phủ công chúa, nhưng nàng vẫn phải đối mặt với hết thảy. Dù có khó khăn như thế nào, cũng nhất định phải trở về. Sở Ngọc chưa tránh ra, người dân nhân cũng chưa đóng cửa lại. Chính lúc này, Sở Ngọc nghe thấy từ trong sở viên truyền ra tiếng đàn thanh nhã, nhưng đầy ai oán bi thương, giống như tiếng lòng đau đớn. Nghe thấy tiếng đàn, Sở Ngọc vừa định bước ra lại dừng chân lại, quay sang hỏi tên gia nhân: "Ai đang gảy đàn thế?" Người hầu mí môi trả lời: "Là một vị khách đang hoài niệm cố nhân." Sở Ngọc ngẩn ngơ, nghĩ ra điều gì đó, nâng tay thi lễ với người hầu: "Có thể dẫn ta đi gặp vị khách đó được không?" Người hầu sửng sốt, đang muốn cự tuyệt, nhưng Sở Ngọc nhanh nhẹn đút cho hắn một thứ, mở ra xem là một viên trân châu to bằng trứng chim bồ câu. Sau khi hối lộ một cách thành thục, Sở Ngọc mỉm cười cầu hòa: "Ta nghe thấy tiếng đàn, nhận ra đó cũng là một người quen, chỉ là bây giờ hắn đang gầy đàn, không tiện quấy giày, nhờ tiểu huynh đệ dẫn ta đi gặp vị đó thì tốt quá." Tên gia nhân cầm viên trân châu, bề mặt ngọc mát lạnh khiến hắn phát run. Không ngờ vị khách trông bề ngoài bình thường mà lại phóng tay xa xỉ như vậy. Không cầm lòng được trước viên ngọc quý, hắn cắn răng khẽ gật đầu: "Được, ta dẫn công tử đi." Có hắn trông chừng, chắc vị khách này cũng không gây ra rắc rối gì. Gia nhân vừa xoay người, vẻ tươi cười trên mặt Sở Ngọc lạnh hẳn đi. Những người hầu do nàng đích thân huấn luyện đã bị Hạc Tuyết giết chết. Tố chất của nhóm người mới thay này có vấn đề. Mới có một viên ngọc trai đã bị mua chuộc. Nếu được cho nhiều vật hơn nữa thì không biết hắn dám làm ra chuyện gì. Nhưng bây giờ Sở Ngọc cũng không còn lòng dạ nào so đo chuyện này, yên lặng theo sát gia nhân tiến vào sở viên. Nàng quen thuộc con đường này hơn cả hắn, thậm chí vượt lên đi trước,
Nàng vừa đi vừa bật cười, phải hối lộ người hầu của mình để lấy nước cho mình vào nhà. Gia nhân dẫn Sài Ngọc vào rừng trúc, tiếng đàn càng lúc càng gần. Đến một góc trống trong rừng, nàng nhìn thấy người gảy đàn. Thấy người, lòng nàng thầm thở dài, quả nhiên là Tiêu Biệt. Trong thành Kiến Khang, ngoại trừ Tiêu Biệt còn ai có tiếng đàn lay động lòng người như thế. Tiếng đàn của hắn bây giờ so với trước khi nàng rời đi hình như hơn hẳn. Sơ Ngọc không hiểu lắm về âm nhạc, không thể nói rõ. Nếu có người hiểu tiếng đàn ở đây, chắc chắn sẽ tán dương tiếng đàn của Tiêu Biệt đã thoát khỏi kỹ thuật thông thường, đạt đến trình độ nghệ thuật bậc cao. Đàn là tiếng lòng. Sơ Ngọc không tiện với giải Tiêu Biệt, chỉ lặng lặng nhìn từ xa. Tiêu Biệt ngồi xếp hờ, ngón tay vẽ nhẹ trên đàn, mà nỗi bi thương trong lòng cứ theo đó dần dần khuếch tán. Một lúc Tiêu Biệt cảm thấy có ai đó nhìn mình, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt Sợ Ngọc đang chăm chú nhìn hắn. Bị phát hiện, Sợ Ngọc mỉm cười tự nhiên. Tiêu Biệt ngẩn ngơ một lúc, vô ý hạ lực xuống tay làm đứt một sợi dây đàn. Tiếng đàn ngưng bặt nhưng âm hưởng vẫn còn quanh quẩn trong rừng trúc, phảng phất một lúc lâu không đứt. Tiêu Biệt sững sờ nhìn Sợ Ngọc, giống như đây là lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Sau một lúc hắn mới hồi phục tinh thần, cúi xuống nhìn dây đàn bị đứt, khẽ thở dài. Dây đàn của ta lần thứ ba vì nàng mà đứt đoạn. Sở Ngọc gặp Tiêu Biệt liền cùng hắn lên xe ngựa rời khỏi Sở Viên. Suốt dọc hành trình hắn cứ nhìn nàng đăm đăm không rời mắt. Sở Ngọc làm bộ không để ý đến ánh mắt của hắn, quay ra ngắm phong cảnh bên ngoài. Một hồi lâu sau nghe thấy tiếng nói khẽ, những ngày nàng không ở đây xảy ra rất nhiều chuyện. Chỉ một câu nói khiến tâm trí Sở Ngọc treo lửng lơ. Nàng biết chuyện này là tất nhiên. Nàng bị bắt cóc, rời khỏi thành lâu như vậy, dù trong phủ hay ở chỗ Lưu Tiểu Nghiệp chắc chắn nảy sinh biến cố. Nghe trong ý tứ Tiêu Biệt, có lẽ đây là chuyện chẳng lành. Trong lòng nàng cũng chuẩn bị tâm lý nghênh đón hậu quả xấu nhất. Dù đó là tin hoàng đế sát hại người thân, nàng cũng có thể tiếp nhận được. Người nói đi. Tiêu Biệt ngẫm nghĩ, mi mắt hạ xuống. Nàng bị bắt cóc, bệ hạ nổi giận, toàn hành chấn động. Đồng thời việc nàng lấy thân phận dụ tự sở cũng bị phát giác. Một lúc không thấy Sở Ngọc đáp lại, Tiêu Biệt ngạc nhiên ngước mắt lên. Vẻ mặt Sở Ngọc trầm tĩnh ổn định, thậm chí trong mắt còn có ý cười, như là chờ hắn nói tiếp. Nàng không lo lắng chút nào sao? Sở Ngọc cố gắng gượng cười. Tiêu Biệt tìm cách an ủi. Thực ra cũng không có nhiều người biết chuyện này, trừ một số công tử sĩ ngày xưa mà nàng đã từng kết giao. Bọn họ giấu kín sự việc, chỉ đem lại trà và canh quạt mà tặng nàng, chứ không gây nên chuyện ồn ào gì. Tiêu Biệt lánh nặng tìm nhẹ, không nói ra nguyên nhân. Thực ra bọn họ phải giấu kín, không cho sự việc lan truyền, là vì tất cả đều là con nhà gia thế vọng tộc, không muốn người khác biết họ từng kết giao với Dân Âm công chúa. Tiêu Biệt không nói, nhưng Sở Ngọc không hiểu rõ. Nàng nhẹ nhàng cười khẩy một tiếng. Bọn họ khi thường không muốn lui tới của chỗ bản công chúa, chẳng lẽ bản công chúa thèm để ý bọn họ sao? Tất nhiên dự đàn sĩ tộc đó có những công hòa tài tử phong lưu như Vương Ý Chi, song đại bộ phận bọn họ là những kẻ tầm thường nhàm chán. Bây giờ Sở Ngọc đã có biện pháp tốt hơn, cắt đứt liên hệ với bọn sĩ tộc cũng chẳng sao. Lời khen chê của người khác với Sở Ngọc chỉ như mây khói thoảng qua. Nàng không phải Dân Âm công chúa, hơn nữa nàng chỉ cần lo lắng cho bản thân được thoải mái, sao phải để ý kẻ khác ảnh hưởng gì tới mình. Duy nhất có một điều đáng tiếc, nàng vốn định phát triển hai thứ sớm hơn so với lịch sử, đó là trà và quạt gốc. Thậm chí đã có vị công tử sở hữu thủ công bàn bạc với nàng về công nghệ sản xuất quạt và sao ướp trà để phát triển thành quy mô lớn. Bây giờ xem lại trở về điểm xuất phát ban đầu. Phất phất tay, Sở Ngọc ra hiệu cho Tiêu Biệt không nhắc đến vấn đề này nữa. Những chuyện vật này ta không để tâm, đừng nhắc đến nữa. Phụ công chúa, có xảy ra chuyện gì không? Nàng vừa muốn hỏi cả tình hình trong triều, nhưng nghĩ đến Tiêu Biệt là công tử thì chỉ thích đánh đàn, chắc hẳn không quan tâm nhiều. Tiêu Biệt nhìn Sở Ngọc một hồi, chậm rãi nói. Phần lớn thời gian ta đều ở Sở Viên, không hề ra ngoài. Công chúa muốn biết việc nhà thế nào, lát nữa xuống xe là rõ, cần gì phải hỏi ta. Sở Ngọc khẽ nhếch mép, thầm nghĩ cũng đúng. Hoặc là người khác nói mình nghe, hoặc là tận mắt nhìn thấy, chẳng qua là biết trước biết sau mà thôi. Nhưng mà trong giọng điệu của Tiêu Biệt nhìn có vẻ như không được tự nhiên. Xe ngựa càng về đến nơi, Sở Ngọc thấy
thấy sửng sốt. Lúc nàng xuống xe, quang cảnh trước mặt như dội gáo nước lạnh xuống cõi lòng nàng. Số tàn cây trước cổng lớn, mấy hàng cờ trắng bay phất phới, trên cổng cũng treo giải lụa trắng. Cách bày trí này rõ ràng là trong phủ có người qua đời. Sơn Ngọc không kịp nghĩ nhiều, chạy thẳng đến ngưỡng cửa và một hộ vệ đứng đó. Trong phủ có ai chết? Sơn Ngọc cũng nghĩ đến một vấn đề. Lâu Tử Nghiệp yêu thương Tỷ Tỷ như thế, nàng lại bị bắt cóc ở ngay cửa phủ. Sau khi hắn biết một chuyện, liền nổi cơn thịnh nộ, giận lây những người trong phủ. Hèn gì vừa rồi Tư Biệt giấu giếm không kể với nàng. Trong phủ có bao nhiêu người chết? Sơn Ngọc càng nghĩ càng kinh hãi, không để ý ánh mắt thủ vệ nhìn mình như thấy quỷ, vượt qua bọn họ chạy thẳng vào trong phủ. Tư Biệt ở phía sau nàng cười lạnh một chút cũng bước theo. Suốt dọc đường băng qua trong phủ đều thấy một màu trắng. Người hầu thị vệ mặc đồ tang thì nhìn thấy nàng đứng ngây ngốc như trời trồng. Dù được hỏi bao nhiêu câu cũng chỉ trợn mắt há mồm không nói được lời nào. Lòng dạ nàng rối bời, nàng vẫn còn đang khổ sở về chuyện của Dung Chỉ, là hắn khó thoát thân an toàn trở về. Bây giờ gặp cảnh tượng này, người trong phủ định dù là Hoàn Viễn Lâu Tang hay Liễu Sắc Ấu Lam đều là những người đã gắn bó với nàng. Bây giờ bất cứ ai trong họ mà chết cũng sẽ là ám ảnh không tan với nàng. Những cửa đại sảnh phía trước dường như hoàn toàn bị cờ trắng màn tang che phủ, bên trong còn vọng ra tiếng khóc. Sơn Ngọc trong lòng thảm thiết, chân càng lúc càng chạy nhanh. Đại sảnh đã biến thành linh đường, một phòng đứng vây quanh như gia luyến chịu tang. Thấy có người đến, một người quay lại. Khi ánh mắt người đó chạm đến Sơn Ngọc, hắn như bị trúng tà, đứng ngay như phỗng. Người đầu tiên quay lại là Liễu Sắc. Hắn trừng đôi mắt hạnh xinh đẹp, thấy Sơn Ngọc thì vô cùng sợ hãi. Một lát sau, những người khác cũng xoay lại, nhìn thấy Sơn Ngọc thì nhất tề ngập ngơ. Hoàn Viễn Lưu Tang, Aman Việt Tịch Phi, Liễu Sắc, Ấu Lam, Sơn Ngọc nhận diện từng người một, thấy không ai bị Lưu Tử Nghiệp hạ độc thủ, trong lòng không khỏi thầm ngạc nhiên. Cùng lúc này, rất nhiều người chạy vào linh đường, thậm chí trên qua người Sơn Ngọc. Đó là thủ vệ, thị nữ trong phủ, tất cả đều chạy vào kêu với Hoàn Viễn. Hoàn công tử, Hoàn của công chúa hiện về. Một thị nữ nhát gan sợ đến run rẩy. Công chúa biến thành quỷ hồn đã trở về, lại còn hiện hình giữa ban ngày, nhất định là lệ quỷ hợi lợi hại. Sơn Ngọc đứng một bên trợn tròn mắt. Bây giờ nàng đã hiểu linh đường này dành cho nàng. Dọc đường nàng chạy tới đây, mọi người phản ứng kỳ lạ, bởi vì cho rằng nàng là quỷ hồn dọa bọn họ đến khiếp chết. Đúng là một đám trẻ con đấu trĩ. Sơn Ngọc vừa lắc đầu thở dài nhìn Hoàn Viễn, thầm nói: nhân dân lao động chưa được đọc sách thánh hiền, sai lầm này có thể tha thứ. Còn các ngươi, phải nhận ra ta là người còn sống chứ? Không đợi Sơn Ngọc cất tiếng, Lôi Tang bỗng òa khóc. Cậu bé bổ nhào vào tới, ôm lấy nàng. Công chúa, người đến để mang em đi sao? Tư Biệt chậm rãi bước tới, chứng kiến màn này, khóe miệng khẽ cong lên, không biết rõ là cười hay không, hình như là cười nhạo. Sơn Ngọc thấy trong đầu ong ong, thật hy vọng có thể ngất ngây tại chỗ. Màn tang che phủ. Sau khi giải thích, Sơn Ngọc mới khiến mọi người hiểu nàng vẫn còn sống. Cuối cùng sự kiện hồn về ban ngày, gà bay chó chạy náo loạn phủ công chúa mới kết thúc. Mọi người ai về chỗ nấy, trở lại công việc bình thường. Trong linh đường, chỉ còn lại những người tức trục bơn linh cữu trước, bây giờ thêm Tiêu Biệt và Sơn Ngọc. Cờ trắng che trước ngưỡng cửa đã có người hầu đi dọn, chỉ còn lại chỗ quan tài đen sơi mầm nằm giữa linh đường. Nhìn đông nhìn tây, đâu cũng thấy màu tang trắng. Sơn Ngọc không khỏi bật cười. Nàng sao có thể đoán được lúc trở về lại được chào đón bằng lễ tang của chính mình, xem như là thử nghiệm mới mẻ. Biết mình nhầm lẫn thế nào, Hoàn Viễn và tất cả mọi người trầm mặc. Sơn Ngọc cũng lặng lặng không nói gì, để bọn họ cất tiếng trước. Không biết đã trải qua bao lâu, Hoàn Viễn chậm rãi mở miệng. Trở về là tốt rồi. Hắn nói ôn hòa hiền hậu, ánh mắt chân thành dịu dàng nhìn nàng chăm chú. Sơn Ngọc không khỏi thấy lòng ấm áp hẳn lên, khẽ khẽ mỉm cười. Đúng, trở về là tốt. Tiêu Việt đứng gần cửa nhất, nhưng cũng xa chỗ Hoàn Viễn nhất. Ánh mắt hắn đảo qua áo tang của mọi người, khóe miệng lạnh lùng. Trảm suy và tề suy. Thời cổ đại, đối với lễ tang có một chế độ gọi là ngũ phục, tức là năm loại y phục thể hiện quan hệ thân sơ với người chết, gồm có trảm suy, tề suy, đại công, tiểu công và ma. Trên người Hoàn Viễn bây giờ là áo tang trảm suy bằng vải bố dệt thô,
quan trọng hơn, y phục biểu hiện phục kỳ 3 năm, tức là quan hệ thân thiết gần gũi nhất với người đã chết, sẽ để tang 3 năm. Thường là quan hệ vợ chồng, cha mẹ con cái, anh chị em ruột. Diện mạo hoàn viễn tuấn mỹ như ngọc, mặc áo gai trùng nhưng trông vẫn phong độ. Khuôn mặt hắn gầy gò đi nhiều, ánh mắt đau buồn đờ đẫn, nhưng từ lúc thấy Sở Ngọc lại như tỏa sáng. Liễu sắc của Lưu Tang mặc áo tang Tề Duy và Đại Công, kiểu dáng hơi khác, nhưng thời gian để tang chỉ có kém Trạm Duy từ 6 đến 1 năm. Bản thân mình không chết lại bị tổ chức lễ tang, điều này khiến người ta dở khóc dở cười, nhưng Sở Ngọc có thể cảm nhận được tâm ý của họ. Hoàn Viễn và mọi người tưởng nàng đã mất, túc trực bên linh cữu với thân phận người nhà, thế là đủ. Cố gắng nén xuống cảm giác cay nóng đang dần lan lên mắt, Sở Ngọc tự nhủ với chính mình, trở về là tốt rồi. Có câu nói này, có những người ở đây, thế là đủ. Nàng đã từng cho rằng mình mất gia đình, không có gia đình, nhưng ở đây, những người vì nàng mà mặc áo xô gai chính là người nhà của nàng. Đúng, nàng có gia đình. Chưa đến một khắc, Sở Ngọc thấy rõ minh bạch. Nếu không có những người đang đứng ở đây mà nàng chỉ sống một mình, e rằng lúc này nàng đã phải rơi vào nước mắt vì tủi thân tội cô độc. Bất kể nàng có phải dân âm công chúa hay không, bất kể nàng có phải Sở Ngọc đến từ 1000 năm sau không, nhưng đã đủ để nàng nghi khắc trong lòng. Sóng lòng lay chuyển, hốc mắt nóng lên, nhưng sắc mặt Sở Ngọc vẫn phẳng lặng như trước. Nàng chớp chớp mắt rồi nhếch miệng tươi cười. Dọn dẹp tất cả đi, ta vẫn còn sống khỏe mạnh. Dừng một chút, nàng tiếp lời. Hoàn Viễn, ngươi đi theo ta. Nàng gọi Hoàn Viễn bởi vì người đó hay hiện tại Hoàn Viễn vẫn là trung tâm của nội uyển phụ công chúa. Vừa rồi nàng chứng kiến mọi người hầu thị vệ tưởng gặp hồn nàng trở về chạy tới bẩm báo, đầu tiên là với Hoàn Viễn. Mọi hành động của bọn họ đều xem ánh mắt hắn, nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hoàn Viễn không còn là tổng quản trên danh nghĩa nữa, mà đã thật sự là thành phúc tâm của nàng. Bởi vậy muốn tìm hiểu tình hình trong ngoài phủ, hỏi Hoàn Viễn là nhanh nhất. Công chúa đừng bỏ lại em. Hoàn Viễn còn chưa kịp lên tiếng, Lưu Tang đã gấp gáp cất lời. Cậu bé ôm chặt tay Sở Ngọc, khống chế sống chết không chịu bỏ ra. Sở Ngọc cố gắng rút tay ra, nhưng vừa mới dùng lực thì Lưu Tang lại khóc òa. Công chúa hư lắm, không thèm để ý gì đến em cả. Mất tích lâu như vậy làm em tưởng công chúa chết rồi, bây giờ trở về lại chẳng thèm nhớ ngàng gì đến người ta. Bộ dạng Lưu Tang rất khổ sở, hai mắt sưng đỏ lên, ướt đẫm mờ mịt thật đáng thương. Sở Ngọc thấy cậu bé khóc ầm ĩ, vội dỗ dành an ủi. Ta đã trở về rồi mà, cũng không phải ta cố ý bỏ qua em. Ta phải bàn chuyện trọng đại với Hoàn ca ca. Lưu Tang khóc nức nở trả lời nàng. Lừa đảo, công chúa là kẻ lừa đảo. Từ đầu công chúa đã che em nhỏ tuổi, không giúp ích được cho người nên không thèm để ý đến em. Em không còn nhỏ nữa, công chúa không lừa em được đâu. Cậu bé khóc đến khàn cả giọng. Lúc trước còn là âm thanh trong vắt, mà bây giờ nghe đã khàn khàn, khiến Sở Ngọc không đành lòng. Sở Ngọc thở dài, vỗ vỗ tay Lưu Tang nắm chặt tay mình. Nếu em không tin thì cùng đi vậy. Dù sao cũng không phải chuyện máu me độc ác hay việc quan trọng gì, để cậu bé nghe một chút cũng được. Vừa nghe Sở Ngọc nói vậy, Lưu Tang lập tức nín khóc nở cười. Nước mắt vẫn còn rơi rớm ở bờ mi, nhưng cậu bé đã vui sướng cười tít mắt. Sở Ngọc nhìn cặp mắt Lưu Tang sưng đỏ, liền sai áo lam lấy khăn thấm nước lạnh để trước trong phòng nàng. Lúc nàng bàn công việc với Hoàn Viễn, sẽ bảo tiểu tử này chườm mắt một chút cho đỡ sưng. Đành định bước đi, bỗng có người lên tiếng, là Aman. Sở Ngọc nhìn hắn ngạc nhiên hỏi, ngươi có chuyện gì vậy? Xa xa, vì hắn rất đen nên không nhìn rõ. Đến gần, Sở Ngọc mới thấy cậu thanh niên này tiểu tụy đi nhiều, đôi mắt màu hồng phách đã vằn lên tơ máu, hình như nhiều ngày không chợp mắt. Aman cúi đầu, mỗi lúc sau mới chậm chậm cất tiếng, ta cũng muốn đi. Tiếng hắn nói không lớn, nhưng ngữ khí lại cực kỳ kiên định. Sở Ngọc nhìn Aman thở dài. Từ sau khi lượm hắn trở về, nàng cũng không dành nhiều thời gian cho hắn. Được hắn thể hiện quan tâm rõ ràng như thế khiến nàng hơi xấu hổ. Vậy thì cùng đi. Bốn người đang định rời đi khỏi linh đường, bỗng phía sau truyền đến tiếng gọi khẽ. Khoan đã. Nghe thấy tiếng này, chân Sở Ngọc đứng sững lại, chậm rãi quay đầu. Hoa Thác đứng trong linh đường, đang cởi bỏ áo xô gai, lộ ra màu áo đỏ tươi mà hắn thường mặc. Hắn nhìn Sở Ngọc vội vàng hỏi, còn Dung Chỉ? Vốn cho rằng Dung Chỉ và Sở Ngọc đều đã chết, Hoa Thác đau lòng không thôi. Hắn không có mấy cảm tình với Sở Ngọc, Lưu Tang này là mặc vì Dung Chỉ. Thế nhưng Sở Ngọc đã trở về, không những trở về, cả người khỏe mạnh không bị tổn thương chút nào. Điều này làm cho cõi lòng vô giá của Hoa Thác dấy lên nhiều hy vọng. Phải chăng Dung Chỉ cũng như nàng, còn sống khỏe mạnh? Trong phòng đốt hương liệu, hương thơm ấm áp, chân ngọc khắp không gian.
ngăn cách về tiêu điều xe lệnh của một khu bên ngoài. Sư Ngọc cầm chén trà nóng, hương trà thanh khiết làm cho nàng cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Bên trái nàng, Lưu Tang đang ngồi trườn mắt cho đỡ sưng. Tuy mắt phải nhắm lại, không nhìn thấy gì, nhưng cậu bé vẫn nắm chặt tay áo nàng không rời đi. Bên phải nàng là Aman. Trời vẫn hơi hơi se se, nhưng y phục của hắn vẫn hở tay, hở chân, đơn giản như trước. Hắn ngồi hờ hững nhưng nghiêm túc không nhúc nhích. Sở Ngọc nghe Hoàn Viễn kể những sự kiện mà một tháng nay nàng không biết. Trong chiều có một vài thay đổi, nhưng không lớn lắm. Sở Ngọc rất vui mừng, bởi vì Lưu Tướng Hiệp không nuốt lời cho Hoàn Viễn đảm nhiệm chức quan. Hơn nữa, hắn còn cho xây dựng một học phủ trong thành Kiến Khang. Sở Ngọc muốn thực hiện ngay chế độ thi cử của đời sau, nhưng Hoàn Viễn sau khi cân nhắc kỹ lưỡng cho rằng làm thế hơi nóng vội, muốn thực hiện từ từ. Vì thế, trước hết hắn lập nên một học phủ, rồi mới mời một số quan viên có học vấn để giúp đỡ về công tác dạy học. Việc Hoàn Viễn làm cũng giống với việc phát triển trường đại học ở thời hiện đại, đó là mời những người có danh tiếng địa vị đến làm giáo viên thỉnh giảng. Tuy nhiên ở thời hiện đại, nhiều khi trường đại học sẵn sàng bỏ tiền cũng không mời được người, còn Hoàn Viễn lại thuận lợi hơn. Lưu Tử Nghiệp chính là hậu thuẫn của hắn, muốn mời người nào chỉ cần dùng thánh chỉ triệu đến là được. Nhưng Hoàn Viễn cũng không hoàn toàn dùng biện pháp ép buộc. Sau khi có người truyền thánh chỉ, Hoàn Viễn liền gặp gỡ thuyết phục những người đó. Hắn chính là một nhân tài thật sự. Hơn nữa trong giai đoạn này, uy tín và vị thế của hắn được nâng cao, càng giúp cho công tác ngoại giao suôn sẻ. Cuối cùng là những người kia cam tâm tình nguyện đồng ý. Nói xong chuyện bên ngoài, tới chuyện trong phủ. Về vấn đề này, Hoàn Viễn tóm lược ngắn gọn. Hắn chỉ nói, sau khi biết công chúa bị bắt cóc, bệ hạ vô cùng phẫn nộ, đến phủ công chúa nhiều lần để chờ tin tức nhưng không có. Cho đến khi nghe tin nàng chết thì không tới nữa. Bọn họ sở dĩ cho rằng nàng đã chết vì một tuần trước Hạc Tuyệt quay lại, nói rằng cả Sở Ngọc và Dung Trinh đều rơi xuống núi chết rồi. Hơn nữa, có mang về hai thi thể không nhìn rõ diện mạo hình dáng. Hòa Thác lúc ấy nổi điên, rút kiếm liều lĩnh tấn công Hạc Tuyệt. Chiều nào cũng hiểm ác sống còn, khiến Hạc Tuyệt phải bỏ chạy. Mấy ngày nay, ngoại trừ 3 canh giờ hàng ngày túc trực bên Linh Cữu, toàn bộ thời gian còn lại, Hòa Thác cứ luyện kiếm quên ăn quên ngủ. Đến Hòa Thác cũng phải tin, thì bọn họ đã hơn 20 ngày không tìm thấy hai người, sao có thể không tin, sao có thể nghĩ là Hạc Tuyệt nói dối. Hoàn Viễn nói xong, Sơ Ngọc cảm thấy tay áo mình bị giật giật. Quay sang, nàng thấy Lưu Tang đã bỏ khăn ra khỏi mắt, mỉm cười ngọt ngào. Hoàn ca ca là người không thích kể công nên không nói một chuyện. Nghe Lưu Tang bổ sung giải thích, Sơ Ngọc mới biết, lúc Lưu Tử Nghiệp nghe tin nàng chết, một mặt ra lệnh đuổi bắt Hạc Tuyệt, một mặt còn thô bạo muốn xử trảm toàn bộ người trong phủ công chúa để chôn theo tỷ tỷ. Hoàn Viễn đã gắng hết sức xoa dịu mới khiến hoàng đế miễn cưỡng nuốt giận. Không ngờ kỳ tích là không một ai trong phủ bị chết, khiến từ đó tất cả mọi người đều nguyện ý phục tùng Hoàn Viễn. Sơn Ngọc nghe Lưu Tang hoa chân múa tay kể chuyện một hồi, quay lại kinh ngạc nhìn Hoàn Viễn. Khuôn mặt hắn trầm tĩnh điềm nhiên, nhưng bị nàng nhìn quá chốc chốc có vẻ hơi bối rối xấu hổ. Sơn Ngọc mỉm cười vỗ vỗ tay Lưu Tang, ra hiệu cho cậu bé tạm thời buông ra, rồi đứng lên đi đến trước mặt Hoàn Viễn. Bình tĩnh nhìn hắn, nàng chắp tay cúi đầu, vái chào thật sâu. Hoàn Viễn cả kinh, vội đỡ Sở Ngọc lên, thấp giọng nói: "Công chúa, ta không dám nhận đại lễ này." Sở Ngọc để Hoàn Viễn đỡ dậy, mắt vẫn nhìn hắn đăm đăm, chậm rãi nói: "Ngươi xứng đáng như thế, ta quái cảm tạ ngươi, không chỉ vì ngươi mà còn vì tất cả mọi người trong phủ từ trên xuống dưới." Nàng thong thả, nhìn chân thành tiếp lời: "Thật đấy Hoàn Viễn, cảm ơn ngươi. Nếu không nhờ có Hoàn Viễn, ngày hôm nay trở về, nàng sẽ không còn là một hồi náo loạn, mà là một hồi bi kịch khủng khiếp. Nàng sẽ oán hận Lưu Tử Nghiệp và cũng oán hận chính mình. Tuy kẻ giết người là Lưu Tử Nghiệp, nhưng nguyên nhân lại đến từ nàng." Nàng cảm ơn Hoàn Viễn, không chỉ bởi hắn đã cứu tính mạng của toàn bộ mọi người trong phủ công chúa, mà còn cứu nàng thoát khỏi oán hận đẫm máu không thể giải hòa. Hoàn Viễn đổi đề tài: "Còn có một chuyện tôi bẩm báo với công chúa, thị nữ của người tên là Phấn Đại."
Sơn Ngọc ngẩn ra, lúc ở linh đường không hề thấy bóng dáng Vấn Đại, vội vàng hỏi: "Cô ấy thế nào?" Nghe chuyện Sơn Ngọc nhẹ nhàng thở ra, Vấn Đại chưa chết, cũng không bị thương. Thời gian trước, khi Lưu Tử Nghiệp đến phủ, Vấn Đại phụ trách hầu hạ hắn, kết quả là tiến tới hầu hạ trên giường. Sau đó Vấn Đại được Lưu Tử Nghiệp mang vào cung. Hoàng Viễn dù có muốn cũng không thể ngăn hoàng đế mang một cô gái đã thuộc về hắn đi được. Sơn Ngọc cười khổ một tiếng. Ngay cả lúc đó, nàng ở trong phủ cũng không có cách nào ngăn cản Lưu Tử Nghiệp. Bản thân nàng trước đây đã hỏi xin hắn không biết trai lơ. Đổi lại, Lưu Tử Nghiệp muốn lấy một vài cô gái cũng là chuyện bình thường. Nếu ngăn cản hắn, nàng là người nhỏ mẹ không biết điều. Hắn là hoàng đế. Hậu cùng Phấn Đại 3.000 người. Nay Phấn Đại lại trở thành một trong số đó. Thật sự là hậu cùng Phấn Đại. Sơn Ngọc cười khổ một tiếng, an ủi Lưu Tang và A-man rồi thay trang phục vào cung. Trước khi nói chuyện với Hoàn Viễn, nàng đã sai người mang một phong thư vào cung báo với Lưu Tử Nghiệp nàng vẫn còn sống mạnh khỏe. Đợi nàng tắm gội, thay y phục, sẽ vào cung bái kiến. Sơn Ngọc đã quá quen thuộc đường lối trong cung. Dù đã một tháng không tới, nhưng nhắm mắt, nàng cũng có thể đến thẳng cung điện của Lưu Tử Nghiệp. Tất nhiên nàng không nhắm mắt, mà nhìn thấy trước ngưỡng cửa một dáng người y phục tím. Nhìn nhau trong khoảnh khắc, Sơn Ngọc bỗng bật cười. "Ta không chết, ngươi có hy vọng không?" Thiên Nhiên Tím trả lời, khuôn mặt nghiêm trang không hề biểu lộ điều gì. "Không, nàng không chết lúc này, bằng cách thức này." Sơn Ngọc cười cười. "Những người muốn nói ta sẽ phải chết theo cách mà Thiên Thư ghi lại đúng không? Chẳng lẽ ngươi không sợ phát sinh việc ngoài ý muốn, khiến ta chết hơn, chết sớm hơn dự kiến à?" Nhìn Thiên Nhiên Kính đứng sững bàng hoàng, Sơn Ngọc lướt đi qua về phía hắn. Lịch sử là thế nào, bây giờ nàng không cần cố gắng tìm hiểu nữa, bởi vì nàng biết rõ mình muốn gì, xác định được mục tiêu, lại bỏ hết những tạp niệm rối ren, ánh mắt vững vàng kiên định. Cho đến khi Sơn Ngọc đi xa rồi, Thiên Nhiên Kính mới chậm rãi lắc đầu. "Ta không lo lắng, bởi vì Dung Chỉ vẫn còn sống." Hắn vẫn còn sống, Thiên Nhiên Kính biết rõ như vậy. Tỷ đệ gặp nhau tất nhiên là ôn lại những chuyện trong một tháng xa cách. Nghe Sơn Ngọc kể lại những chuyện xảy ra, Lưu Tử Nghiệp sợ hãi hằn học liên tục, cuối cùng nghiến rằng thề sẽ sai quân đội bao vây diệt sạch toán cướp kia. Kể chuyện xong, Sơn Ngọc ngó nghiêng hai bên, làm ra vẻ bất chợt nghe đến. "À đúng rồi, ta nghe nói bệ hạ nhìn trúng thị nữ của ta tên là Vấn Đại." Sơn Ngọc cười tít mắt. "Đây đúng là phúc khí của cô ấy, nhưng đã nhiều ngày không gặp, ta muốn gặp lại một lần, không rõ bệ hạ có cho phép không?" Sơn Ngọc quyết định rất đơn giản, muốn chính mắt kiểm tra xem tình hình Vấn Đại có tốt không. Nếu Vấn Đại sống tốt thì nàng cũng yên tâm. Dù sao là thi tử của hoàng đế, không phải lo cơm, cũng không phải làm lụng vất vả. Tính tình Lưu Tử Nghiệp không tốt, nhưng hắn lại là một soái ca tuấn tú. Nhìn thấy hắn, chắc hẳn đại bộ phận các thiếu nữ đều muốn ý vào cung. Lưu Tử Nghiệp cũng không thoái thác, dứt khoát sai người triệu Vấn Đại đến. Sơn Ngọc cẩn thận quan sát kỹ. Vấn Đại cũng là một thiếu nữ rất xinh đẹp, mắt to tròn sóng sánh như nước. Bây giờ trong nàng ấy thêm yêu kiều diễm lệ, xinh mi đẹp đẽ quý phái, trầm cài lấp lánh. Dù sao Sơn Ngọc cũng biết hiện nay đó là xu hướng trang điểm thời thượng của giới quý tộc, nên cũng không ngạc nhiên. Nhìn thấy Sơn Ngọc, Vấn Đại tao nhã cúi đầu. "Bà kiến công chúa." Dáng người này nhỏ nhắn, lúc cúi xuống trông càng đáng yêu. Có lẽ chính vẻ thanh tao này đã hấp dẫn Lưu Tử Nghiệp. Cẩn thận quan sát kỹ một hồi, thấy Vấn Đại không có vấn đề gì, thái độ nhẹ nhàng bình tĩnh nên cũng yên lòng. Nàng vỗ vỗ Lưu Tử Nghiệp, thuận miệng dặn dò hắn để ý chăm sóc Vấn Đại, rồi cáo từ rời đi. Trong phủ còn có người đang chờ nàng. Sơn Ngọc đi rồi, lúc này Vấn Đại không chống đỡ được nữa, sắc mặt trắng bệch, ngã quỵ xuống. Lưu Tử Nghiệp không hề đưa tay ra đỡ, trên mặt hắn vẫn còn lưu lại nụ cười dành cho Sơn Ngọc, nhưng ánh mắt liếc xuống Vấn Đại thì vô cùng lạnh lẽo. "Vừa rồi ngươi thể hiện rất tốt, không để A Tỷ phát hiện ra điều gì. Sau này ta sẽ không đánh ngươi nữa, nhưng ngươi cũng nên biết rõ bộ phận của mình, nên làm gì, không nên làm gì, rõ chưa?" Vấn Đại phủ phục trên nền nhà, dưng dưng sợ hãi khẽ gật đầu. Nếu không phải trước khi tới đây có chuyên gia trang điểm che giấu sắc mặt tiểu tụy, thì e rằng Sơn Ngọc chỉ liếc mắt một cái cũng nhận ra nàng không được khỏe. Nàng hối hận, nếu sớm biết Lưu Tử Nghiệp là hoàng đế tàn bạo như vậy, dù có thế nào nàng cũng sẽ không nhất thời hồ đồ quyến rũ hắn để được hưởng vinh hoa phú quý. Nàng chỉ vẹn vẹn chứng kiến chân tình của Lưu Tử Nghiệp trước mặt Sơn Ngọc,
mà quên mất người này là kẻ vui giận thất thường, tính tình thô bạo. Kể từ khi nghe tin Sầm Ngọc chết, lại không thể giết người trong phủ để trốn theo tỷ tỷ. Mỗi ngày hoàng đế trở về liền giúp chút giận bằng cách đánh đập nàng. Bây giờ bề ngoài nàng thế này, nhưng dù lớp y phục là chi chít vết thương, họ cùng mênh mông 3.000 người, nàng chẳng là thứ gì quan trọng cả. Bất kể lúc nào, trong số đó cũng có những người bỗng dưng biến mất. Sở Viên, phủ công chúa. Hoàng cung, phủ công chúa. Đó là lộ trình Sở Ngọc trong ngày đầu tiên trở về thành Kính Khang. Cho dù lúc đầu vòng hoàng bất an, nhưng sau một ngày, Sở Ngọc đã dần chấn định tinh thần để có thể đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Hoa Hát. Từ lúc Sở Ngọc bắt đầu vào cung cho đến lúc trở về là trạng vạng tối, Hoa Hát vẫn đứng lặng lặng trước cổng phủ. Hắn cầm kiếm, gương mặt kiêu ngạo, phảng phất sự xúc động nào đó, nhưng vẫn cố gắng để nén để chờ Sở Ngọc trở về, cho nàng cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Ngày mùa thu dường như ngắn hơn, mặt trời đi ngủ sớm, vầng dương sắp lặn đỏ rực như máu, nhưng Hoa Hát cảm thấy rất thoải mái quen thuộc. Hắn quen với màu máu, cũng như quen với đường kiếm, đó là số mệnh của kiếm khách. Lúc Sở Ngọc trở về, nhìn thấy Hoa Hát mặc y phục đỏ rực đứng bên cửa, cả người đắm chìm trong màu tà dương đỏ rực như máu. Nhìn thấy Sở Ngọc, Hoa Hát định cất lời, nhưng nàng khoác tay mỉm cười nói trước. Ta biết ngươi muốn hỏi gì, nhưng không nên gấp gáp. Dù có chuyện gì, cũng đợi ta ăn cơm xong rồi nói. Đi vài bước, nàng gặp Âu Lam tiến đến, với người thi lễ rồi nói nhỏ. Công chúa, Tiêu công tử về cùng người, bây giờ vẫn chưa đi, đang ở chỗ Lưu Tàng công tử. Công chúa định xử trí thế nào? Sở Ngọc kêu a một tiếng, vỗ vỗ trán bật cười. Thế mắt nàng quần mắt tiêu biệt. Bước vào linh đường, nàng bị lễ tang của chính mình làm cho giận khóc giận cười, sau đó bị những việc khác làm sao nhãng nên quên hẳn tiêu biệt. Thay vì nói nàng quên, thì thực ra nói cách khác là nàng vẫn không quan tâm để ý. Sở Ngọc nhíu mày, nhớ đến khúc cầm ca mà đau thương tăng tóc của Tiêu Biệt ở Sở Viên. Hoàn Viễn và mọi người trong phủ cho rằng nàng đã chết, như vậy chắc Tiêu Biệt cũng có hiểu lầm tương tự, cho nên lúc thấy nàng hắn mới kinh ngạc, nhất thời vô ý làm đứt dây đàn. Người hầu trong Sở Viên đã nói Tiêu Biệt đánh đàn ở đó để thể hiện hoài niệm cố nhân. Bây giờ nghĩ đến, cố nhân không ai khác ngoài nàng. Nàng không đứng sẻ chút nào đến Tiêu Biệt, nhưng ngược lại hắn cực kỳ nghiêm túc và có tình ý sâu nặng với nàng. Một quan hệ không bình đẳng này khiến Sở Ngọc rất không thoải mái. Nàng và Tiêu Biệt vốn không hề liên quan, sở dĩ có tình trạng hiện tại đều là bởi vì Sơn Âm công chúa. Người cao nhã có khả năng thẩm định và thưởng thức âm nhạc là Sơn Âm công chúa không liên quan đến một cọng tóc nào với nàng. Người trong lòng Tiêu Biệt khiến hắn thương nhớ không nguôi đã sớm không còn nữa. Sở Ngọc khẽ thở dài, thỏa Âu Lam thêm vài chuyện rồi sai cô hầu vào phòng mình lấy một thứ, còn bản thân mình đến chỗ Lưu Tang. Vừa bước qua cửa, nàng nhìn thấy có hai người. Tiêu Biệt ngồi dưới nền nhà, còn Lưu Tang đứng bên cạnh háo hức chờ mong. Tiêu Biệt đề dạy Lưu Tang đánh đàn. Âu Lam đã kể hết sự tình với Sở Ngọc. Hôm nay nàng đột nhiên trở về, sau khi gặp Hoàn Viễn lại vội vã vào cung. Tiêu Biệt bị bỏ lại ở linh đường, đi cũng dở, ở cũng không. Lưu Tang nhàn rỗi chạy đến bắt chuyện, biết hắn thạo đánh đàn, liền mang một cây đàn đến, còn quyết không rời đợi hắn dậy. Tiêu Biệt cũng nhân đó vừa dạy đàn, vừa ở lại phủ công chúa. Lưu Tang nhìn thấy Sở Ngọc, kêu lên vui sướng, rồi chạy tới ôm lấy cánh tay nàng. Sở Ngọc dịu dàng vuốt tóc Lưu Tang, ngày mắt nhìn Tiêu Biệt chăm chú. Tiêu Biệt lúc này ngẩng đầu lên, cũng không né tránh ánh mắt Sở Ngọc. Một lát sau, hắn điềm đạm nói: gần đây ta lại soạn được một khúc cầm mới, nàng có muốn nghe không? Sở Ngọc mỉm cười lắc đầu. Lúc này Âu Lam đã chạy tới, trên tay là một tập sách bằng gấm xanh. Sở Ngọc nhận lấy, xác nhận là không nhầm thì đưa cho Tiêu Biệt. Tiêu Minh, đây là lễ phạt chia tay. Nàng vừa dứt lời, sắc mặt Tiêu Biệt lạnh hẳn. Hắn không đưa tay ra nhận, chỉ nhìn Sở Ngọc lạnh lùng hỏi: nàng có ý gì? Sở Ngọc coi như không để ý đến ánh mắt lạnh lùng của hắn, nhìn xuống tập sách bọc gấm xanh. Đây là những điều tâm đắc về khúc cầm do ta viết, cũng là thứ duy nhất công chúa để lại có liên quan đến Tiêu Biệt. Tiêu Biệt cười lạnh một tiếng, đẩy cây đàn ở phía trước ra rồi chậm rãi đứng lên. Công chúa điện hạ, ta nhiều lần tìm đến không phải để nhục trị. Sở Ngọc đứng bất động đối diện với vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt
đăm đăm của Tiêu Việt. Nàng cố gắng khống chế giọng nói của mình sao cho thật sung sướng vô cảm. Nếu Tiêu Việt cảm thấy bị lăng nhục thì hãy rời đi, Thành Kính Khang không phải là nơi định cư lâu dài. Tiêu Việt nhìn giọng nói rất lâu rồi bỗng bật cười, hắn cười lạnh lẽo, vẻ băng giá dần đầy trong mắt. Công chúa nói đúng lắm, Tiêu Việt cảm tử. Nói xong những lời lạnh giá, Tiêu Việt bước nhanh lướt qua người sầm ngọc ra khỏi phòng. Tiêu Việt xuất thân cao quý, được cả gia tộc trông đợi, lại tinh thông nhạc cụ tao nhã. Ba yếu tố cộng lại khiến hắn có đủ lý do để cao ngạo. Sở dĩ hắn tình nguyện bái phục Sơn Âm công chúa bởi vì về phương diện nào đó nàng ấy còn đứng cao hơn hắn, tầm nhìn sâu hơn. Mặc dù tính xấu của Sơn Âm công chúa khiến người đời kinh hãi, nhưng nàng ấy có thể hiểu được tính lành của Tiêu Việt. Nhưng mỗi lần mang khúc cầm đến với tình cảm quý trọng lại chỉ nhận được về lạnh nhạt coi thường, thậm chí cuối cùng còn bị xua đuổi hạn thường. Thì sự chữa trị âm kia có đánh giá bao nhiêu, lòng tự tôn của Tiêu Việt cũng khó mà chịu nổi. Nhìn bóng dáng Tiêu Việt bước dần, Sơn Ngọc lặng lẽ thở dài. Nếu nàng không nhớ nhầm thì ngày chính biến trong lịch sử đang đến rất gần. Nếu Tiêu Việt cứ tiếp tục cắt giao với nàng, ai rằng sẽ luân lịch khiến hắn gặp nguy hiểm. Chỉ bằng thời dịp chưa nhập cuộc bước hắn rời đi. Những người khác trong phủ công chúa đã liên hệ với nàng quá sâu, phải cùng bước trên một con thuyền. Nhưng Tiêu Việt thì khác, hắn chưa nhập cuộc nên nàng có cơ hội thoát thân. Như thế cũng tốt, phương pháp này hơi tàn nhẫn, làm tổn thương đến lòng tự trọng của Tiêu Việt. Nhưng Sở Ngọc cũng không quá quan tâm, nàng vốn không phải tri âm của Tiêu Việt, giao sắc đã chặt đứt mối quan hệ này rồi, dù đâu một lần, nhưng dù này sẽ không cần phải lo nghĩ nữa. Sở Ngọc lại vuốt tóc Lưu Ta mỉm cười nói, thật ngại quá Lưu Ta à, ta đã đuổi thầy dạy đàn của em đi rồi, sau này nếu em muốn học, ta sẽ mời một người khác tới được không? Lưu Ta lại dùng mặt lên mu bàn tay nàng, công chúa không thích hắn, còn em cũng không thích đàn. Một lúc sau, cậu bé bỗng hỏi, công chúa, Dung ca ca có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Cậu bé tuy nhỏ tuổi nhưng không phải là không biết gì. Sơn Ngọc đơn độc trở về, lại né tránh câu hỏi của Hoa Thác, khiến Hoa Thác dám xịt mặt cả buổi chiều. Tất cả đều để Lưu Tan có dự cảm không ổn. Đúng, có chuyện gì hãy nói thẳng ra, sao phải bắt mọi người chờ đợi? Công chúa đang sợ cái gì? Phía sau truyền đến giọng điệu u ám lạnh lẽo của Hoa Thác. Vì Tử Phi nãy giờ im lặng đứng sau Sơn Ngọc, cảm giác trong giọng nói của Hoa Thác dày đặc sát ý, liền đưa tay nắm lấy chuôi kiếm. Lúc này sắc mặt Hoa Thác đã cực kỳ khó coi, dường như chỉ cần Sơn Ngọc nói thêm nửa lời, hắn sẽ rút kiếm ra khỏi vỏ. Để đề phòng Hoa Thác, Vì Tử Phi nắm chặt chuôi kiếm, đứng chắn trước mặt Sơn Ngọc. Hoa Thác cười lạnh nhìn Vì Tử Phi chằm chằm. Hắn đã ngứa mắt với kẻ này từ lâu rồi. Trước đây giao đấu, hắn bị thương nên không thể đánh lâu, nhưng lần bị rơi vào yếu thế. Bây giờ vừa hay thử sức một lần xem sao. Hai người trừng trừng nhìn nhau, chuẩn bị xuất thủ, bỗng Vì Tử Phi thấy có người vỗ vỗ vai mình, quay lại nhìn hắn. Hắn thấy Sở Ngọc mỉm cười. Các ngươi đang làm gì thế? Ánh mắt nàng lướt nhanh sang Hoa Thác, và miệng khẽ cong lên. Vừa ăn vừa nói, thế là ăn cơm. Trong lúc chờ đợi, Sở Ngọc thay một bộ trang phục nam giới. Sắc trời đã tối, ánh đèn lung lay chiếu rọi căn phòng. Trong phòng, trước mặt mỗi người là một án kỷ hình vuông, bày thức ăn nóng sốt. Nhưng trừ Sở Ngọc, tất cả đều không động đũa, không còn lòng dạ nào mà ăn uống. Bận rộn suốt một ngày, Sở Ngọc rất đói. Ăn xong 2-3 bát cơm, nàng mới dừng lại, mỉm cười nhìn Hoa Thác và Vì Tử Phi ở phía đối diện. Bọn họ tay trái cầm đũa, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt bắn phá đối phương. Mà tư thế ngồi của cả hai cũng là tư thế nhà võ, chứ không phải lúc nhà nhẹ ăn cơm, có thể sẵn sàng xông lên giao đấu bất cứ lúc nào. Sơn Ngọc cười cười quay sang nhìn Lương Tang đang ngồi bên cạnh. Cậu bé cúi đầu nhìn thức ăn, mặt mày ủ ê. Nàng không nhịn được xoa đầu Lương Tang hỏi, sao lại không ăn? Lương Tang cất tiếng dầu dĩ, em không nuốt được, công chúa lại đi đúng không? Vừa rồi trong lúc chờ thức ăn đưa lên, cậu bé nghe thấy Sơn Ngọc xài ấu lan để chuẩn bị hành trai xe ngựa, xem ra muốn nhanh chóng lên đường. Sơn Ngọc gắp một miếng thịt lên miệng. Đúng vậy, ta có việc cần ra ngoài, em sẽ ngoan ngoãn ở trong phủ chờ ta chứ.
Một lúc sau, được ta mới giật trí đáp: không đâu, em muốn đi cùng công chúa đi đâu thì em đi đó. Chắc chắn là như vậy. Sương Ngọc thầm thở dài, nhưng trên mặt vẫn vui vẻ thoải mái. Vậy em đi cùng ta cũng được. Để cậu ở nhà không yên tâm, chỉ bằng cứ mang theo là hơn. Thật ra so với Tư Viện, Lưu Tang là đối tượng nàng muốn tống đi khẩn trương hơn. Đứa bé này bởi vì sân âm công chúa mà ỉ lại nàng, nhưng nàng thật sự không tìm ra lý do gì bắt Lưu Tang rời đi. Ngay cả khi nàng tìm được lý do, nó vẫn có thể cố tình ở lại bên nàng. Làm đúng là đặc quyền của trẻ con. Công chúa muốn ra ngoài, đi đâu vậy? Hoạt Hát có cảm giác bất thường, không để ý đến ánh mắt kỳ địch của Việt Tế Phi mà vội vàng hỏi Sương Ngọc. Sương Ngọc chậm rãi ăn, cho đến khi Hoạt Hát mất hết kiên nhẫn mới khẽ gật đầu. Không phải ngươi muốn biết một tháng nay sẽ ra chuyện gì sao? Ta sẽ nói. Cầm chén trà mê sớ xanh ngọc, đánh nhấp một ngụm trà nóng rồi từ tốn kể lại lần lượt tất cả những chuyện xảy ra, bắt đầu từ lúc Dung Chỉ xuất hiện trước xe ngựa. Không có nhiều thời gian nên Sương Ngọc nói tóm tắt đơn giản, được bớt những đoạn phức tạp hoặc kinh sợ, giúp Hoạt Hát hiểu được. Hiện giờ Dung Chỉ còn sống trong tay bọn cướp. Càng nghe sắc mặt Hoạt Hát càng sáng lại, Sương Ngọc kết luận: cuối cùng ta trở về như vậy đấy. Nàng chỉ nói đơn giản là được tôn lập thả ra, chứ không đề cập đến chuyện phát sinh trên đường. Hoạt Hát buộc miệng: công chúa cứ như vậy mà trở về? Dung Chỉ một thân một mình ở nơi cực vai đó chịu khổ sở, công chúa nhẫn tâm như vậy sao? Hắn rất tức giận, rất không hài lòng. Vì sao người trở về là nàng chứ không phải Dung Chỉ? Vì sao nàng ở đây hưởng thụ người hầu kẻ hạ, cầm bưng nước rót, còn Dung Chỉ phải lơ lạc trong tay bọn cướp chịu khổ, sống chết không biết thế nào? Nỗi đau đớn khô xiết bóp nghẹt trái tim Hoạt Hát, khiến hắn không kịp nghĩ ngợi điều gì, chỉ lập tức chút giận lên Sở Ngọc. Nghe hắn chỉ trích, vẻ mặt Sở Ngọc thường dưng, thậm chí hàng mi cũng không rung động. Nàng nhìn Hoạt Hát, ánh mắt bình tĩnh thản nhiên. Một hồi lâu, nàng lại nhấp một ngụm trà khẽ nói: vậy ngươi muốn ta phải làm thế nào? Một câu hỏi nhẹ nhàng khiến Hoạt Hát ngẩn người. Ngươi muốn ta phải làm sao? Hạ mắt, Sở Ngọc nhìn nước trà xanh biếc, Hoạt Hát tiếp lời: ta vai không thể gánh, tay không thể nâng, về văn cũng không thể an bang, về võ cũng không thể định quốc, ta ở lại đó giúp được gì cho Dung Chỉ? Nàng muốn cho rằng mình rất khó đối diện với Hoạt Hát, nhưng đến lúc này lại có thể ứng đối thản nhiên cho chảy. Hoạt Hát nhất thời nghẹn họng, một lúc sau mới ngượng ngừng ấp úng: chỉ ít công chúa cũng không nên bỏ hắn lại một mình. Sở Ngọc bật cười nhìn Hoa Hát với vẻ rất thú vị. Trước giờ ta không biết ngươi lại làm kẻ khờ dại như vậy. Ta ở lại đồng cam cộng khổ với Dung Chỉ thì giúp gì được cho hắn? Chẳng lẽ ta biết dùng độc dược, hay là võ nghệ của ta có thể giết người? Nâng lại chén trà xuống, cầm khăn lụa thấm lên khóe môi: Hoa Hát, ngươi đừng tưởng có mình ngươi lo lắng cho sự an nguy của Dung Chỉ. Ta lo lắng không kém gì ngươi. Nhưng nếu ở lại đó, ngoài việc làm vật cản diêm ra, ta không giúp được gì cho hắn, chỉ có thể trở về, ta mới có thể nghĩ cách giải cứu Dung Chỉ. Hoạt Hát kinh ngạc nhìn Sở Ngọc, hắn mơ hồ cảm giác nữ tử này thật khác lạ. Tiếng nói của nàng vẫn nhỏ nhẹ thong thả, nhưng ẩn chứa trong đó là sự dẻo dai kiên định vô cùng. Trong ánh mắt nàng hàm chứa những điều mà trước đây hắn chưa bao giờ thấy, như ngọc quý trải qua mưa gió phong sương mài giũa lại trở nên lấp lánh sáng ngời. Có người tới báo xe ngựa đã chuẩn bị xong. Sương Ngọc đặt khăn lụa đứng lên, cô vỗ tay Lưu Tang: được, em về chuẩn bị một chút đi. Mang theo mọi thứ cần thiết nhưng đừng quá nhiều, chuẩn bị xong thời gian của chúng ta. Lưu Tang chạy đi rồi, Sương Ngọc đứng trước mặt Hoạt Hát. Nàng đứng, hắn ngồi, nàng từ trên cao nhìn xuống mà hắn ngước mắt lên. Ánh nến chiếu rọi lên khuôn mặt dính lệ của nàng, nhưng Hoạt Hát nhận lấy, trong đôi mắt sáng ngời trong trẻo kia có một vài ý vị mà hắn không nắm bắt được. Sương Ngọc điềm đạm nói: ta ra ngoài lần này để tìm một người có khả năng giúp đỡ Dung Chỉ. Ta không biết đó là người thế nào, không biết việc này nguy hiểm hay không, hữu ích hay không. Nhưng có một số việc ta nhất định muốn làm, vì an toàn ta muốn mang ngươi theo. Vậy ngươi có đồng ý không? Hoạt Hát đang định gật đầu, Sương Ngọc lại khoát tay chặn lời hắn: ngươi đừng vội đồng ý, đi cùng ta. Ngươi nhất định phải thực hiện ba điều. Thứ nhất, không được tiết lộ thân phận của ta. Thứ hai, trừ phi kẻ khác tấn công ta, nếu không, ngươi không được tự ý xuất thủ. Thứ ba, trên đường phải hoàn toàn nghe theo sự sai bảo của ta. Nghe
Phan điềm nhiên nhìn hắn. Nếu người đồng ý thì cùng đi, nếu không chúng ta đừng ai để đi. Nàng rõ ràng đang nhờ vào hắn, nhưng với thái độ bình tĩnh sòng phẳng. Đầu khách thành chủ và chắc chắn rằng hắn sẽ phải muốn cứu Dương Chỉ và đồng ý. Hoa Thác nghiến răng. Và điều thứ ba điều, nhưng công chúa phải giữ lời, tìm cách cứu Dương Chỉ. Sơ Ngọc khẽ gật đầu, xoay người bước ra ngoài. Vậy thì cùng đi. Hoa Thác sững sờ nhìn theo bóng dáng Sở Ngọc. Nàng mặc y phục màu lam nhạt, gió đêm thổi tà áo tung bay, nhưng bước chân nàng ổn định vững vàng, không nhanh không chậm. Trước đây Dương Chỉ làm những gì hắn biết, nhưng nàng thì không. Có những lúc hắn cười thầm vì nàng rơi vào trận đồ bát quái của Dương Chỉ mà không hề hay biết. Nhưng Sở Ngọc so với cách đây một tháng như hai người hoàn toàn khác nhau. Trở về vào cung, quay lại phủ, rồi rời đi, mỗi hành động, mỗi phán đoán của nàng không chút chần chừ xa dự, không có tình cảm yếu đuối dị thường. Lúc này dáng vẻ của nàng khá giống khi nàng ban ơn cho các nam sủng để họ rời phủ, nhưng so với thời điểm kia là rõ ràng, xác thực, thản nhiên mà cũng uy phong hơn. Hoa Thác mơ hồ cảm thấy trong nàng có một điều gì đó mà hắn không sao nắm bắt được. Hắn không thể, Dung Chỉ cũng không thể, bất kỳ ai cũng không thể. Đã trải qua lúc sống đi chết lại, lưu lạc, biệt ly rồi gặp gỡ. Nàng bước ra từ tận cùng của hoang mang khốn đốn, đi về phía trước, từng bước không chút chần chừ, đi về phía trước. Đừng quên like và subscribe để tiếp tục lắng nghe câu chuyện các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.